cựu phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bị bắt. Ông Nguyễn Ngọc Phương, nguyên phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, bị cáo buộc sai phạm trong quản lý dự án nhà màng sinh học, gây thiệt hại ngân sách. Ngày 24 tháng 10, ông Phương, Trần Thị Huỳnh Hương, trưởng phòng quản lý khoa học, nguyên kế toán trưởng Sở Khoa học, bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Động thái này được đưa ra trong quá trình nhà chức trách mở rộng điều tra sai phạm tại Sở Khoa học khi thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và nhà màng nông nghiệp, gây thất thoát 27 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, ông Phạm Quang Sáng bị cáo buộc trong thời gian làm giám đốc Sở Khoa học đã lãnh đạo, điều hành công tác thẩm định, xét duyệt, triển khai dự án để xảy ra sai phạm, làm thất thoát số tiền trên. Tuy nhiên, ông này đã bỏ trốn ra nước ngoài nên Công an Đồng Nai đã ra quyết định truy nã. Trước đó, Công an cũng bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai về cùng tội danh. Trong khi đó, cảnh sát truy tìm cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Văn Sáng.